Ngày hôm nay là ngày 33 tháng 10 và chúng ta bắt đầu vào việc ngay. Chào mừng các bạn đến với Tiêu Điểm Tướng Mông Điểm. Thông đâu thốn đấy. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tới nội tại. Sát thương do kỹ năng đánh vào kẻ địch hoặc trong tư thế phòng thủ sẽ tăng thanh nộ. Sức mạnh vật lý của mộng điểm sẽ tăng khi thanh nộ tăng, và khi thanh nộ tăng tối đa thì sẽ gây thêm sát thương và được hồi máu. Khi ở trong thế trận phòng thủ, đòn đánh của mộng điểm sẽ tiêu hao thanh nộ và sẽ cường hóa thành một đòn đánh gây thêm sát thương vật lý. Và trong thời gian này có thể nhận giảm 20% sát thương nhận vào trực diện, được miễn nhiễm hiệu ứng khống chế và nhận thêm 100% nộ. Nếu mộng điểm chịu sát thương trong khoảng thời gian này, nó sẽ làm mục tiêu bị chậm đi 90% trong 0,5 giây. Kỹ năng 1, mộng điểm sẽ lao tới theo hướng chỉ định, gây sát thương vật lý lên những kẻ địch trên đường. Và khi kết thúc sẽ thực hiện một đòn thuẫn kích để hút bay mục tiêu và tăng nộ. Trong lúc lao tới có thể lợi dụng chiêu 2 làm gián đoạn delay. Khi đang trong thế trận phòng thủ sẽ không lao đến và sẽ không thể đẩy lùi kẻ địch, nhưng sẽ được giảm hồi chiêu nhanh, đồng thời có thể thay đổi hướng phòng thủ. Tiếp theo đến kỹ năng 2, mông điểm sẽ dậm chân tại chỗ và mở lá chắn bước vào thế trận phòng thủ, đẩy lùi kẻ địch xung quanh và gây sát thương vật lý. Tái kích hoạt kỹ năng sẽ giải trừ trạng thái phòng thủ và tăng 50% tốc độ di chuyển trong 1 giây. Thế trận phòng thủ sẽ giảm 30% đêm chính diện khi mà các bạn sử dụng chiêu thức này. Và cuối cùng là ulti, mông điểm sẽ triệu tập 4 binh lính để chiến đấu cùng với mình trong 20 giây. Quân sĩ sẽ lao theo hướng từ 4 phía và gây đêm sát thương vật lý cho kẻ thù trên đường và sẽ tăng một số lượng lớn nộ. Những người lính này có thể đi theo tấn công và xả chiêu thức cùng với mông điểm. Binh lính sẽ có thuộc tính riêng, sẽ phụ thuộc vào các chỉ số cộng thêm của mông điểm. Tái kích hoạt kỹ năng, mông điểm sẽ chỉ huy binh lính hoán trận, giảm sát thương chính diện khi chuyển đổi. Ngoài ra, các vị binh lính này cũng có thể chịu sát thương từ trụ thay cho bạn khi mà các bạn băng trụ. Trừ khi các bạn gây sát thương lên tướng địch thì trụ mới bắn các bạn thôi. Còn ngoài ra, khi mà các bạn đi vào trụ thì trụ sẽ ưu tiên bắn những con lính khi mà các bạn không gây sát thương lên tướng địch. Để nói về combo của vị tướng này thì thực ra nó cũng không có cái combo nhất định nào cả, bởi vì mỗi chiêu thức nó sẽ khác biệt nhau, nó có những cái chức năng khác nhau cho nên nó không liên kết với nhau, nên các bạn dùng như thế nào cũng được. Nhưng mà có một cái mẹo để các bạn sử dụng combo nó tốt hơn, đó chính là cái combo này thì anh em sử dụng ở dạng bình thường nha, chứ ở dạng phòng thủ là anh em không sử dụng được đâu. Đầu tiên là anh em sử dụng chiêu 1, và nên nhớ rằng chiêu 1 nó có phạm vi để hất tung nha. Nếu kẻ địch không trong phạm vi này thì kẻ địch sẽ không bị hất văng ra ngoài. Và nên nhớ chúng ta hãy căn chuẩn cái điểm này để mà sử dụng combo lên tướng địch nha. Khi mà các bạn đã sử dụng chiêu 1 chuẩn rồi thì các bạn ngay lập tức sẽ sử dụng chiêu 2. Bởi vì sao? Bởi vì chiêu 2 sẽ đẩy đối phương đi và chúng ta bắt đầu vào thế phòng thủ. Và khi đã vào thế phòng thủ, chúng ta hãy bật ulti lên. Và việc còn lại là anh em thích thông vào đâu thì thông. Mình sẽ tổng hợp cho các bạn một số highlight ở đây để các bạn có thể tham khảo qua. Và sau đó chúng ta sẽ chuyển qua phần trang phục nha.
Về trang phục thì thực ra Mông Điềm không có quá nhiều trang phục, chỉ có duy nhất một bộ trang phục khi đi mở ván kèm với cả tướng thôi. Thì bộ trang phục này là bộ trang phục có cái màu tím khá là mộng mơ, cho những anh em nào yêu thích cái sự thủy chung thì các bạn có thể tậu ngay cái trang phục này, giá nó cũng khá rẻ thôi, nó khoảng 100.000 đó. Ngoài việc mình khuyến khích các bạn mua những bộ trang phục ấy ra thì mình không khuyến khích các bạn chơi vị tướng này, bởi vì khi mà các bạn chơi cái vị tướng này, các bạn trải nghiệm cái vị tướng này cảm giác nó khá là đù, khá là kiểu khi mà anh em chuyển sang cái dạng phòng thủ ấy nhìn nó khá là đụt đấy, cho nên là nếu mà anh em nào thích thì anh em có thể chơi thử thôi, nếu hợp thì anh em luyện, còn không thì có rất là nhiều những cái vị tướng khác để cho anh em lựa chọn, không nhất thiết thì anh em phải chơi cái con thông này, nếu anh em thích con thông khác thì anh em có thể chuyển con mã siêu đấy. Ok, vậy là video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành hết thời gian ra để xem hết video này. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Thank you.